lưu ý là xem coi cái độ hợp này, cái mép nó đậm hay không, nó có đều lô quá hiểu không. Khi mà lợp mà cái mép nó đen á là cái lô này nó chưa có đều. Sau khi sơn nót nước 1 thì chúng tôi đang bắt đầu sơn nót nước 2. Đây là máy cán sơn Woodmaster. Dùng có thể dùng để cán sơn UV, sơn dầu gốc nước hoặc một số loại sơn PUNC khác. Cán rất đều, đều màu đẹp. Đây là hai tấm ván đã cán nước sơn thứ hai.